Bây giờ chị đang cái huyết áp nó không ổn định em ơi. Vâng, bác tập trung vào, em sẽ làm cho. Dạ. Sao? Mảnh sao đây? Đang Đây. ạ. Rồi, xin chào các bạn ha. Chào thầy. Rồi. Chào thầy, chào cả lớp ạ. Thầy, chào cả lớp ạ. Rồi, xin chào. Thầy, chào cả lớp. Mặt chị đang nóng. Bác Yến này đó chưa? Chị thấy cái mặt nó nóng. Mấy người kia vô hết chưa? Mặt chị đang nóng. Thầy đến rồi nhờ thầy hỗ trợ ạ. Thầy ơi. Rồi cái gì? Khoan khoan. Em ấy, em cũng đỡ nhiều rồi nhưng mà em bây giờ em đang rất là mệt, xong rồi huyết áp vẫn chưa ổn định đấy. Còn cái tê tay tê chân thì em khỏi rồi. Thì giúp em với cả lớp, giúp em. Cô Hoàng Giang rồi. Cô giờ qua cô Hoàng Giang mở tiếng cái màn hình ra em. Cô Hoàng Giang nè, cô Hoàng Giang. Cô Hoàng Giang đâu rồi? Em nhờ thầy với nhờ cả lớp giúp em. Cô Hoàng Giang sao mất mít à? Em chóng mặt quá. Rồi cô Hoàng Yến rồi, cô Yến nói đi, cô Yến bắt đầu thầy ơi, thầy giúp em với cả lớp. Bây giờ trong giờ đầu 9 giờ ta đã sinh hoạt tới 9 giờ. Đúng 9 giờ thì mời tất cả chúng ta tập trung. Rồi bà con anh em nào gần đó thì ra trước màn hình, tôi sẽ phóng công cho tất cả các bạn có mặt trong ngày hôm nay. Rồi mời cô Hoàng Yến. Thế bây giờ em người em rất là mệt mà huyết áp em vẫn chưa ổn định đấy, có lúc cao lúc thấp. Rồi em bây giờ ai chị cho cô Hoàng Yến đây. Em thì bây giờ chị rồi anh Việt, mà anh Việt anh thấy được. Cô Hoàng Yến chưa? Em thấy rồi. Rồi thấy rồi, bây giờ nói đi cho anh Việt chị nè. Giờ đây chị đang đau, chị đang mệt, đầu chị nó lơ đơ, nó kiểu gì
Vâng, chị tập trung vào nhá. Em bắt đầu. Chị thấy nhẹ hơn không? Chị thấy đầu chị nó nóng nóng, nó cũng nhẹ, mặt nóng. Chị thấy cái cổ, chị thấy cái cổ chị thấy nó, thấy nó thở nó dễ hơn không? Cũng dễ thở. Chị thấy ok chưa? Ừ, chị thấy đầu chị nó, cái chân tóc nó cứ lăn tăn đấy. Vâng. Cái nào như heo nào mà đang biểu hiện? Đầu óc nó đơ đơ kiểu gì? Có vẻ cái đầu nó nhẹ đi em ạ. Vâng. Ừ. Cảm ơn thêm một chút đi. Nhẹ thêm một chút. Rồi ok chị ạ. Được đấy. Chị cảm thấy nó nhẹ đi một chút. Vâng. Vâng. Cái chân tóc này, những cái chân tóc này nó lăn tăn lăn tăn đấy. Vâng đúng rồi. Em đưa, đưa cái huyết, huyết áp nó về ổn định mà. Vâng. Nó nhẹ đi một tí. Vâng. Rồi, được rồi chị ạ. Rồi, chị thấy nó nhẹ đi lắm. Cảm ơn em nhé. Vâng, không có gì ạ. Ừ. Nhờ, nhờ cả thầy đã hỏi chị tí. Chút nữa thầy, thầy có công phải ở ra đây ngồi dạy ra được. Ban đầu thấy rất đau rồi giờ lên chú này chú làm chú nhẹ. Đây là cái sang trên với ơi. Rồi cô Yến thấy sao rồi? Thấy em thấy nó cũng nhẹ đi nè. Nhẹ được bao nhiêu phần trăm rồi? Đầu tiên là cái chân tóc nó cứ rộm rộm lên. Xong rồi đầu em nó nóng. Nhưng bây giờ em thấy nó bình thường. Nó ra mồ hôi. Ra mồ hôi. Rồi.
Tại tí nữa thì không công chú em. Rồi về kỳ đúng 9 giờ ha, 9 giờ. Bây giờ các học viên thực tập đi. Chúc mừng anh Việt ha. Rồi các bạn tới bán đoạn nào tới các bạn nào nửa đông, tới bạn nào đau đông. Nghe không? Rồi cô Liên. Em sao? Em đang năm tập hơi nóng nóng ở đốt sống N4, N5 và S1, S2 ạ. S4 em, L5 hay L1? N4, N5, S2 ạ. Không cho mọi người. Nhưng mà ai có cái bệnh gì người ta có cảm nhận được. Nhưng rồi bác gì cả. Mấy hôm nay em ngồi nhiều mà em bây giờ tới ai chị đây? Tới ai chị đây? Ai chị cho cái chị Liên nè. Ai chị cho chị Liên nè. Không biết có chị được không? Tới ai đây? Bây giờ tới ai chị nè. Chị Phượng có chị được không? Em ơi. Chị Phượng chị đi. Thầy ơi, em đã học đâu? Em được học đâu? Cô Tiền Nguyễn đâu rồi? Cô Tiền Nguyễn nè. Cô Tiền Nguyễn mở lên đi coi. Bây giờ trong lớp mình còn ai chỉ cho cái cô Nga này đau lưng L4 L5? Em làm được không ạ? Rồi anh làm đi, rồi chúc mừng anh. Anh thấy cô Liên chưa? Rồi chị cô Liên nói chuyện đi. Liên đâu rồi? Đó đấy ạ. Chúc anh lúc thầy không. Chưa nhìn thấy chị. Rồi rồi. Rồi thấy anh chưa? Thấy cô Liên này chưa anh? Nokia nè. Em chưa nhìn thấy. Anh chị nói chuyện lên đây, chị nói chuyện cho anh thấy rồi. Em mặc áo màu lốt nha. À rồi ok, được rồi nhá. Rồi bây thấy chưa? Cô tập trung vào cái L4 hay L5 và cái S1 nhá. Vâng ạ. Rồi bắt đầu phóng công lên. Tập 1. Là 4 là 5. Cô thấy lưng nhẹ chưa? Cô Liên thấy lưng nhẹ chưa? Cô Liên thấy bớt chưa? Mới hơi hơn. Cô Liên tập trung vào điểm đau đi. Có thấy lưng thế nào rồi? Ở cái lưng nó nhẹ nhẹ mà nó lại hơi buồn buồn xuống chân đấy. Cô tập trung cao độ vào đấy nha.
tập trung vào cái phần đau lưng ấy nhá. Có thấy chói nào rồi? À, nó buồn buồn ở trên đầu này. Tập trung vào cái điểm đau lưng nhá, tập trung cao độ vào. Dạ vâng. Lúc này đỡ chưa? Thấy đỡ chưa? Đỡ rồi. Nó đen xuống chân đấy ạ. Đỡ bao nhiêu phần trăm rồi? Đấy, bây giờ không thấy gì nữa. Bây giờ tiếp tục tập trung vào đấy nhá. Dạ. Tập trung vào đấy nhá. Ok, nó chạy xuống chân rồi đấy, chân bắt đầu nóng rồi đấy. Rồi, ok, được chưa? Dạ. Có thấy thế nào rồi? Nữa không? Dạ, hết mỏi đây ạ. Rồi. Ok. Cảm ơn Việt. Bây giờ chồng em cái vai tí ạ. Dạ. Em nhờ thầy với nhờ anh Việt giúp cho chồng em cái vai với ạ. Một chút nữa thì tiếp vậy ha. Mới đỡ được một ít ha. Thôi. Vâng. Em đúng 9 giờ đi, đúng 9 giờ đi, đúng 9 giờ thì sẽ giúp cho. Bây giờ anh Nokia nãy đâu rồi? Chỉ cho người nào đó chỉ cho chồng chị ấy cũng được. Anh Việt thì cảm ơn Việt ha. Rồi còn người khác. Bây giờ tới ai nè? Ai đâu nói đi nào. Đây ạ, à, cho chồng rồi, em ạ. Chị. Chồng em mổ cái vai rồi thầy ạ, cái xương đòn ấy. Thì em vẫn làm cho chồng em thì có giảm được một ít thôi. Thì hôm nay em nhờ thầy và cả lớp và nhờ anh Việt giúp cho chồng em cái vai bên trái này cho nó đỡ hơn tí ạ. Em bây giờ anh Việt chị hai người rồi. Vâng. Anh Việt chị hai người rồi. Bây giờ tới ai chị được cho cái anh này nè. Chồng chị tin trạm nè. Ai chị cái anh Nokia nãy rồi. Anh Bôn đúng không? Vâng ạ. Rồi mời anh á, mời anh thấy cho ảnh chưa? Ảnh mặc áo thun trắng á, ba lỗ. Rồi ok. Dạ, vâng, anh thấy chưa anh? Ạ. Rồi ok, thấy rồi. Anh thấy chưa? Thấy rồi anh. Rồi cô Tiền Nguyễn chuẩn bị chị cho người kế tiếp ha. Cô Tiền Nguyễn có đây không? Rồi, anh chị đi anh. Anh Bon thấy thế nào rồi? Anh Bon có thấy gì khác không? Nó đỡ căng hơn. À rồi, anh tập trung vào đấy chưa? Để anh làm tiếp. Đó, anh tập trung vào đấy chưa? Tập trung đi thành cái bài. Thank you.
Anh thấy vai nhẹ nhiều chưa? Đỡ căng rồi anh ạ. À, anh bắt đầu anh vừa tập trung vừa nhấc tay dần dần lên nhá. Vâng. Anh thấy ngon lành chưa? Ngon lành thì nó chưa được ngon lành nhưng mà nó đỡ căng hơn. À vâng vâng. Anh thấy đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi? 50%. Anh thêm cho 20% nữa. 50% là so về đấy thôi. Mà bây giờ thêm 20% nữa nhá. Quá tốt rồi. À. Anh tập trung vào nhá. Ê ơi. À, này nó tê. Nè ơi. Lúc này thế nào? Nó tê. À lúc này tê à? Rồi. Mình tập trung thêm một chút nữa này. Đỡ rồi. Rồi. Em cảm ơn anh. Vâng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chồng em là như thế là tốt lắm rồi đấy ạ, được nhiều lắm đấy ạ. Vâng, cảm ơn thầy ạ, cảm ơn anh Việt ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thầy cảm ơn anh nhấn nhá. Vâng, cảm ơn công việc. Em cảm ơn thầy, cảm ơn anh Việt rất nhiều. Một tháng mà chồng em được như này là tốt lắm rồi đấy ạ. Dạ. Chúc mừng anh chị nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Em thấy là mấy hôm em cũng vẫn vừa bấm vừa làm đồng ứng mà chồng em cũng giơ tay được lên như thế là cũng tốt lắm rồi. Dạ vâng, em cảm ơn anh Việt, cảm ơn cả lớp. Năng lượng của anh Việt tuyệt vời lắm. Anh Việt cho em xin số điện thoại với anh Việt. Cảm ơn anh.
Chị ở cái diện trận này. Nào nữa. Rồi, tới ai nữa nào? Em. Bây giờ người nào chị thêm một người nữa đi. Gần 9 giờ rồi. 8 giờ mấy rồi đó. 15 phút nữa là 15 phút nữa là chúng ta phóng công đó ha. Rồi giờ còn các bạn nào chỉ thêm một lần hai lần nữa đi. Ai ai còn bệnh ở đâu nói ra. Rồi anh Dung. Ý anh Dung là sao? Thầy em bị cái tay anh bị hay ai bị? Em bị à, bị tay phải nó tê và cái bắp tay đau à. Tay con. Đi sập cửa. Bây giờ kêu anh đón xem tới theo dõi ha, tới đúng 15 phút nữa tôi sẽ phóng công. Bây giờ ai chỉ cho được anh Dung nè. Anh Dung bây giờ anh đau cái tay, anh đau tay. Bây giờ lấy một nữ chị cho một nam coi. Bây giờ ai chị nè. Ngủ á, ngồi thầy phẫu thuật coi như học mày chết. Chị Cao Nguyệt giờ có chị được không? Chị Cao Nguyệt chị đi, chị Cao Nguyệt chị cho anh Dung coi, anh nói đi rồi chị mở cái, chị mở mấy mic cho chị Nguyệt. Thưa thầy, em vừa bị ngộ độc thức ăn, em vừa ốm dậy thầy ạ, em yếu lắm. Em mới bị ngộ độc thức ăn hôm 27, em từ hôm rồi em ốm. Rồi rồi, vậy là một. Anh thêm, anh thêm nè, anh thêm chị được không? Anh thêm chị cho cái anh Dung đây, Đặng Dung, Đức thêm chị cho Đặng Dung. Chị đi thêm đi. Em chơi anh thấy chị được đâu thì ạ. Anh chạy chạy đi. Anh chạy đi. Tôi nói anh chị được mà, thì anh cứ chị được à. Đã, chào anh. Anh thấy anh thêm chưa? Vâng, anh Dung à. Bây giờ anh chị đi, anh cứ yên tâm mà chị đi, cái ba nào anh chỉ đi anh Dung ơi. Anh Dung anh chị thêm đi. Anh Dung anh nói đi. Đã, em chào anh. Nó tê và nó đau cái bắp thịt. Đây à. Rồi đau cái đó. Đau tê bắp thịt bên rồi bắt đầu. Vâng, anh tập trung nhá.
Chưa thấy ạ, chưa thấy hình ạ. Rồi anh Dung nói tiếng ra đây. Đây ạ, đây ạ. Chưa thấy hình ảnh. Anh thấy anh chưa? Chưa 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 thấy anh Dung chưa? Chưa thấy hình ảnh Dung ạ. Đây ạ. Đây ạ. Anh Dung lên tiếng đi. Anh Dung lên tiếng đi. Anh thấy Dung chưa? Lên tiếng chưa? Trên dãy tay anh đâu có thấy đâu. Alo. Anh mà bật mic lên. Anh Dung bật mic lên. Anh Dung ơi. Đây đây à, em chào anh ạ. Khi mà đang trị bệnh thì các bạn lắng nghe ha, cho anh thêm ai chỉ lên thêm. Vâng ạ. À, chào anh thấy anh Dung chưa? Chưa thấy anh Dung đâu thầy ạ, em chưa thấy ạ. Đây ạ. Anh chưa Dung lên tiếng rồi, anh Dung lên tiếng lên thêm chú ơi. Dạ, em chào anh kia mà. Vâng, chào anh Dung nhá, vâng. À, dạ, dạ. Nào, thấy chưa? Nhá, vâng, vâng. À, rồi rồi ok ạ. Anh vâng, bây giờ anh tập trung nè. Dạ. Anh đau ở đâu nhỉ? Anh đau ở vai phải à? Tay đau phải à? Nó bị tê và đau ở chỗ bắp vai, bắp thịt ở tay phải vai ấy. Dạ. Vâng. Tay phải cho nè, anh ra đây đi, có khi màn hình không thấy. Đây, đó rồi 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 đó rồi 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 chị đi thêm đi. Vâng ạ. Rồi anh hỏi anh đi thêm đi. Anh hỏi anh đi. Alo anh Dung đâu? Anh Dung thấy thế nào anh Dung ơi? Bây giờ thì thấy nó hơi hơi nhẹ nhẹ cái tay hơn một chút thôi ạ. À thì một chút thôi, một chút là bao nhiêu ạ? Khoảng bao nhiêu nè? Một chút là chắc là nó được khoảng 20% này ạ. Vâng vâng, anh tập trung nhá, anh tập trung nữa nhá. Chào anh. Anh có thấy hiện tượng gì không ạ? Nó vẫn 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 như vậy ạ, chưa thấy gì ạ. À thế ạ. Dạ dạ. Anh tập trung tiếp nhá. Cố lên tí nữa xem nào. Vâng, tập trung ở chỗ cái vai của anh nhá. Dạ. Anh cảm thấy nào, có thấy gì khác tiếc đỡ hơn không? Nóng hơn phải không? Nó hơn chút ạ. Thấy nóng người phải không? Chắc khả năng là năng lượng tôi còn kém lắm, chắc là cũng chưa chưa ăn thua đâu anh Dung ạ. Cảm ơn anh ạ. Tiếp tục lên tiếp tục lên thôi. Tiếp tục lên thêm đi, tiếp tục đi. Rồi. Tiếp tục nha. Vâng. Anh Dung Dung cố gắng nha. Tiếp tục. Rồi tiếp tục. Anh Dung cố gắng nha. Dạ. Vâng. Để nào, cố lần nữa nào. Anh lên tiếng đi, lại mất hình anh. Dạ, đây ạ. À, em chào anh ạ. Rồi, đây.
Đã nhiêu anh Dung ơi? Được mấy phần trăm rồi? 30% đi ạ. Nhiêu đây? 30% ạ thầy. Nhiêu? Bao nhiêu? Được 30% ạ. Rồi anh tiếp tục theo dõi đi. Dạ. Để bao nhiêu con mai đi xe đi. Để bao nhiêu? Nó chưa thấy gì hơn ạ. Vâng, năng lượng của chúng ta rất chi sức khỏe đấy em. Thầy đi con hỗ trợ tiếp cho nghe thầy. À vâng, thôi nghe cái video. Nào các bạn hỗ trợ nào, cùng nhau hỗ trợ nào. Dạ. Anh thêm làm đi tôi hỗ trợ nhá. À vâng. Lấy cái tay anh nghe, anh bỏ cái tay anh xuống cái bắp tay nào, anh nghe. Nào, anh Dung ơi. Rồi, dạ. Nhiều người hỗ trợ nhá. Nhiều người hỗ trợ nào, cùng nhau nào. Dạ. Em xin chào. Lại Nguyễn có không? Anh thấy sao anh Dung? Nó có nhẹ đi được khoảng được độ 20, nghĩa là thêm được 30% rãi giờ ạ. 50 chưa? Chưa ạ. Ủa? Ai chỉ? Lý. Anh tập trung vào. Thiềm Lý. À. Sao anh Dung? Nó đi xong rồi nó lại quay lại, xong nó lại nhẹ đi, xong nó lại quay lại. Sao kỳ vậy? Mà tới giờ không hay luôn. Tư vấn cho ông học thì chẳng. Ông kêu ok gửi anh số tài khoản lên nhé, mà tiền hàng. Rồi giờ lên giờ xuống cái cánh tay coi nó thấy sao. Ông kinh không nha anh. À. Sao vậy? Nó nhẹ đi được 50% rồi đấy. Bây giờ là anh cảm thấy còn mỏi hay là đau? Nó đau ở chỗ đây ạ. À. Nó đau ở chỗ kia bắp tay nhưng mà chỗ vai ạ. Anh Dung thấy chỗ ấy nóng lên chưa? Nó có nóng à anh ạ. À. Bây giờ nó đỡ được 70% đấy. Rồi, ok. Ai à, rồi chúc mừng với anh. À, dạ, cảm ơn thầy, các bạn. Cảm ơn các bạn hỗ trợ này. Bây giờ
bạn tôi nói rồi, các bạn cái nào không hiểu thì các bạn hỏi ha. Hiện nay các bạn nào chưa thở được âm dương khí công thì các bạn có thể giơ tay lên. Em này. Để tôi biết một người, hai người. Bây giờ thở âm dương khí công nó đạt thì thế nào là đạt, mà thế nào là chưa đạt, để cho ta biết rồi ta thở đúng hay thở sai. Nếu chúng ta thở đúng thì nó có cái hiện tượng mà chúng ta cảm thấy là đúng, thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả như thế nào trong cơ thể chúng ta nhận thấy một cách rõ ràng. Nếu các bạn thở đúng thì thứ nhất là tăng được cái hương phấn, hăng hái, lạc quan, yêu đời. Tính thì hơi nóng bởi vì nó là dương. Các bạn sẽ tăng cường được một trí nhớ và thông minh. Cái đó là các bạn sẽ thấy rõ. Khỏe mạnh, ăn thì ngon, mau đói, tăng trọng lượng, tức là lên ký ấy. Tức là lên ký. Hăng hái làm việc một cách dai sức và mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn, phản xạ nhanh hơn. Trong cuộc sống thì các bạn sẽ tự tin hơn, can đảm hơn. Mà con người thì thấy ấm áp hơn, đi ra đường trời mưa không cảm thấy lạnh. Đó là các bạn sẽ tính. Thì cái tánh thì nóng, mà nhiệt trong người thì đã có hơi nóng trong người. Thì các bạn thở đúng thì các bạn sinh ra một cái gách táo bón nhẹ. Táo bón đây không phải là kiết ha, các bạn xác định này, không phải một cái táo bón thông thường mà chúng ta phải gặn nhiều. Bởi vì táo bón ở đây nó nói lên là cái chỗ thải độc ra, thải độc trên cơ thể ở từ ruột già mà đã đóng bệnh nhiều năm, chúng ta thở ra thì nó sẽ chốc cái bệnh đó, thì có sinh ra cái màu đen. Các bạn thở rồi đi cầu khoảng chuyện đặt được cái tắc khí rồi đó, tỷ lệ vàng á, thì các bạn sẽ cái phân của các bạn sẽ ra cái màu đen, vì cái trực, cái đại trường hoặc là cái trực trường nó bị ô nhiễm, nó có màu đen thì nó tẩy cái màng đó, nó tẩy ra làm cho phân của các bạn sẽ sinh ra cái màu đen. Tức là biết rằng độc tố là được xả độc trong cơ thể ra qua ngoài cái đường đại tiện và tiểu tiện. Tiểu tiện thì các bạn sẽ thấy cảm giác nó hơi nóng. Nó hơi nóng. Đi tiểu thì được dễ dàng hơn, tuy rằng có táo bón, nhưng mà cái táo bón này không phải là táo bón do nhiệt trong cơ thể sinh ra táo bón lâu ngày. Thì không phải là cái táo bón đó. Vì thế nó trong cái chuyện mà táo bón tiểu tiện chỉ có 1-2 ngày thôi thì cái chất đó không còn táo bón nữa. Đó là chúng ta thở đúng. Thì các bạn sẽ trung tiện rất là nhiều. Thì đi tiểu thì các bạn cũng giảm. Nhất là đi tiểu đêm thì các bạn sẽ giảm đi. Và tiểu thì ít tiểu hơn. Hồi trước thì tiểu nhiều lần, bây giờ thì tiểu ít lần hơn. Lý do tại sao kỳ vậy? Các bạn thấy thở được âm dương khí công nó nghịch lý không? Uống nước nhiều nhưng mà tiểu ít hơn. Vì cơ thể ta nhiệt, mồ hôi cũng được thải ra nhiều hơn. Mồ hôi cũng được thải ra nhiều hơn. Do đó mà trong tiểu tiện ta ít hơn. Thì nước thì theo nguyên tắc thì nó đi ra theo hai đường.
Một là đi qua đường tiểu, hai là qua làn da đẩy ra ngoài. Vì nóng thì chút phát là sẽ ra mồ hôi, còn những người nào cơ thể bị âm thì sẽ ít ra mồ hôi, tiểu thì nhiều. Tiểu thì nhiều, cái đó là theo quy tắc của quy luật âm dương. Nếu mà các bạn mà thở nhiều thì các bạn sẽ thấy con người thì rất là nóng, răng thì nhức, mụn thì có thể nở nhiều hơn. Thì có thể là nóng quá, các bạn thở đường dương nhiều quá thì sẽ sinh ra nú ở chân răng, rồi đầu thì hơi nặng, mụn thì nổi nhọt, mặt thì cũng phải có nổi. Thế đó cho thể đường âm dương nhiều hơn thì sẽ gây ra các cái hiện tượng đó. Tiểu thì nó gắt hơn, tiểu có khi đỏ, nhất là các bạn sẽ thấy các bạn sẽ bị đau lưng, các bạn thấy sẽ bạn sẽ bị đau lưng. Như vậy là các hiện tượng mà chúng ta thở nhiều, các hiện tượng trên thì ok rồi. Nhưng mà có cái hiện tượng mà ta thấy nóng quá, thí dụ như làm cho chúng ta nhức răng, rồi sưng cái nút răng, rồi nặng đầu, mụn thì nổi ở mặt, và có một ít bột nhọt nổi lại gắt ở đâu đó trong cơ thể. Tiểu thì gắt, bị nóng, tiểu gắt, và tiểu có nước tiểu có khi bị đỏ. Nóng thì đỏ thôi, rồi đau lưng. Cái nào đâu sẽ đau lưng, đó là ta thở cái đường dương thì ta thấy cái điểm đó. Nếu mà ta thở cái đường đường âm thì ta sẽ thấy như thế này. Thì nếu mà thở đúng thì âm thì sẽ bị ức chế đi, ức chế về thần kinh, mà con người lạnh thì dễ sinh ra cái buồn ngủ. Đối với người mà cơ địa bị hư hàn, cơ địa bị hư hàn thì các cái tạng âm thì lại hư, thì sinh ra khó ngủ hơn, lười biếng hơn, nguội tánh, tức là ta gọi là hiền đó. Này sao này giới hiền á, thì âm cơ thể bị âm thành ra họ hiền, rồi họ làm biếng, rồi họ mà ham mau mệt, làm chút thấy mệt rồi. Đặc biệt là không cảm thấy đói bụng mà đi tiểu nhiều, đặc biệt là không cảm thấy đói bụng. Thì mà lại giảm cân, ông này thì ốm xanh xao thì giảm cân, rồi sụt ký, người thì mát. Người thì mát, mát lạnh nè, có khi là run nữa. Ông nào dễ bị lạnh, gió mưa rồi gặp gió thổi là ông hay bị lạnh. Nếu thở nhiều thì các bạn sẽ bị tiêu chảy. Hồi nãy bên kia thì thở đường dương, mà thở nhiều thì sinh ra táo bón, còn thở đường âm nhiều thì sinh ra tiêu chảy, rồi tiểu nhiều. Ông lạnh phải tiểu chứ mồ hôi đâu có đâu, thì phải sinh ra tiểu nhiều, rồi tiểu thì nước trong, tiểu nước trong. Bởi vì thận nó không lọc được chất đạm ra, thì nước không qua thận thì tiểu thì không màu trong thôi. Nếu mà thận mà lọc được thì nó ra cái màu vàng nhạt ha. Còn nếu mà thiếu nước thì nó ra cái màu đậm. Còn nếu mà suy thận mà mãn hoặc là cầu thận viêm thì sẽ đục ra máu. Rồi ông cũng đau lưng, ông kia thì cũng đau lưng, thở đường dương cũng đau lưng, mà thở đường âm nó cũng đau lưng. Vì nóng quá nó cũng đau lưng, mà lạnh quá cũng đau lưng. Mà ông này thì ngủ nhiều, huyết áp thì hạ, đường âm là huyết áp hạ. Ông này dễ bị cảm lạnh lắm, sổ mũi, rồi lỡ mũi hay chảy chất dịch. Ông này thì dễ bị sốt xuất huyết lắm. Con người thì mệt mỏi, cơ thịt, cơ bắp mềm dẻo,
mềm mềm sớm hả? Ừ. Các cái cơ bắp mềm nhão, phản xạ thì chậm chạp, cuộc sống thì bi quan, ức chế, nhất là cho hoạt động tình dục ông và bà này không muốn, không thích vì cơ thể bị nhiễm lạnh, đi đến cái thận thận yếu, vì ức chế về mặt tình dục, nam cũng được cũng vậy mà nữ cũng vậy, thiếu tự tin, cuộc sống thì luôn luôn bi quan, thiếu tự tin, thiếu can đảm. Ông này ông nhút nhát lắm, bà này thì cũng sợ sệt, nhút nhát sợ sệt. Đặc biệt cái thở cái đường đường âm, thở đường âm nhiều thì sẽ ít khát nước hơn. Mà ít uống nước mà lại đi tiểu nhiều. Ít uống nước lại đi tiểu nhiều. Vì sao? Tại sao đi tiểu nhiều? Như vậy là ông này dứt khoát sẽ sụt cân. Uống nước ít, đi tiểu nhiều dứt khoát sẽ sụt cân. Vì vậy, nước, uống ít thì ra nước nhiều, ra nước nhiều thì sẽ làm cho cái cơ nó sẽ nhão đi, rồi nó ốm đi, thì sẽ sụt cân. Các bạn thấy nghe thì nó rất là nghịch lý so với Tây Y. So với Tây Y thì nghe nó nghịch lý. Nhưng mà thật sự đó là sự thật. Thì các bạn tập thì các bạn để ý thôi. Những lời tôi nói đó đều trúng khi các bạn tập luyện khí công thở âm dương. Đúng thiệt, tất cả các hiện tượng đó nó xảy ra. Như vậy là muốn cân 1 tỷ lệ vàng thì căn cứ vào cái cách thở này. Ta thấy đúng thì ta thực hiện, mà ta thấy sai thì ta phải điều chỉnh lại. Nếu mà thở âm dương đường quá thì ta sẽ bớt đường dương lại, ta thở đường âm tăng lên. Nếu mà âm nhiều quá thì ta sẽ tăng đường dương lên, giảm đường âm lại. Thí dụ như 5 âm 1 dương, hoặc là 5 dương 1, 2 âm gì đó. Miễn ta cân bằng làm sao cơ thể ta thấy ổn định, âm dương được cân bằng, đó là chúng ta thở đúng. Thì các bạn sẽ thở đúng thì các bạn thấy cuộc sống nó tự tin hơn. Đối với tất cả các ngành nghề nào, đối với tất cả các ngành nghề nào đều cũng mang lại một lợi ích rất lớn cho các bạn trong cái ngành nghề đó. Vì các bạn sẽ tự tin, thông minh, cũng như nữa, thông minh rồi hăng hái, lạc quan, yêu đời, rồi tăng cường trí nhớ, rồi khỏe trong người, ăn ngon, rồi mau đói, tăng cường sinh lực, tăng cường thể lực, rồi ham làm việc, và làm việc rất là dẻo dai. Thì rộng dần các bạn sẽ đạt được điều đó. Cũng như các bạn thấy có nhiều người nói tôi sao làm việc nhiều quá. Tôi làm từ 7 giờ đến 10 giờ là tôi mới nghỉ. Chưa nằm nghỉ chút rồi bắt đầu làm tốt. Như vậy là do cái năng lượng. Do cái năng lượng tích lũy trong cơ thể tôi đủ để làm việc trong 16, 18 tiếng đồng hồ trong ngày. Thì cái âm dương khí công này có biến rất rồi. Thì phải luyện công, phải luyện. Các bạn luyện thì nó sẽ có, không phải ta luyện, ngày nào ta cũng luyện. Cái tôi khi nửa tháng, hai tháng tôi mới làm một lần, tôi thở một lần. Khi mà thiếu thì mới nên nạp thôi, đủ thì thôi. Không cần phải ngày. Cái lúc tập thì các bạn nên tập ngày nào cũng tập. Tức là tập thì tôi cũng nhắc các bạn là ta hà hở trong vòng 5 đến 10 phút gì thôi.
thở 10 lần dương, 10 lần âm. Ta cứ tập thở. Như vậy là các bạn sẽ không bị nổi mụn. Các bạn sẽ không bị lạnh. Các bạn sẽ không bị khó chịu. Bởi vì năm âm năm dương nên nó bình bình. Không có gì phải lo ngại về cái chuyện là như không. Không sợ là có người nghe nói thì sợ. Nhưng mà tôi hướng dẫn các bạn là điều thở chừng nào ta đạt được thì thở được. Thì lúc đó ta hãy cân bằng. Còn bây giờ ta thở chưa được. Thì chúng ta thở năm âm năm dương. Thế thôi. Năm âm năm dương, năm âm năm dương thôi. Thở chừng 3-4 phút thì thôi. Chứ không cần phải thở nhiều đâu. Còn cái tập thở thì thở như thế nào? Thì trong bài học trước ta đã nói rồi. Thì các bạn có thể xem lại những cái bài giảng. Mà tôi thấy các bạn phải thuộc được lễ thiết. Qua 2 đêm chúng ta nói về lễ thiết. Thì các bạn phải nắm. Để chi? Để mình có cái lòng tin về âm dương khí công của thầy tổ. Nếu mà chúng ta không hiểu lý thuyết thì mà người khác không hiểu được lý thuyết thì họ cho là đó là mơ hồ, viễn tưởng. Và chúng ta ở đây là khoa học đã chứng minh có âm và có dương. Thì ta thở đường âm đường dương. Ta thở theo đông y là ta thở theo mạch đắp và mạch nhông. Thầy tổ chúng ta có nói rằng âm động thì sẽ biến thành dương, mà dương động sẽ biến thành âm. Như vậy là trong cái thở đường âm thì điếu động thì nó trở thành đường dương, mà thở đường dương tức là mạch đốc là đường dương thì nó sẽ trở thành âm, bởi vì nó là động là biến thành âm. Hy vọng là các bạn sẽ nắm điều đó. Đây là tôi nhắc ôn lại cho các bạn nắm, rồi các bạn sẽ gặp từ từ. Hy vọng là các bạn sẽ tất cả trăm mấy chục người chúng ta đều thở được và điều trị được quần công. Trị quyền công nó có lợi thứ nhất là các bạn sẽ tự điều chỉnh cơ thể cho mình. Nếu các bạn có đủ một cái năng lượng thì các bạn có thể phẩy công từ xa, trong nước và nước ngoài. Ở giờ chung mình thì đây cũng đa số cũng có người ở nước ngoài, miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Pháp, Mỹ, Đức, Australia, rồi Thụy Sĩ có mặt cho ngày hôm nay. Thì các bạn sẽ chuẩn bị, tôi chuẩn bị sẽ phóng công cho các bạn. Thì các bạn có thể, tất cả những cái bạn nào ở trong gia đình có người nào thì các bạn sẽ rủ ra đứng trước màn hình thì tôi sẽ trực tiếp phóng công cho các bạn, không phân biệt lớn hay là trẻ, già yếu cũng được. Thì các bạn, tất cả các bạn đều nhận được hết. Xin mời tất cả các bạn đều mở màn hình. Rồi các bạn ấy, tôi uống nước ha. Không để thầy đứng đợi.
Ngồi lên gá à? Nuôi mở. Rồi chúc mừng các bạn ha. Rồi còn Tiền Nguyễn nè, Trang Cần Thơ nè, Hoàng Phương, Quân Hồ, rồi Hoàng Giang, rồi đông vui ha. Rồi các bạn người nào thấy cũng sáng sủa rồi đó. Rồi bắt đầu tất cả các bạn tất cả các bạn tắt mic hết đi ha. Giờ chúng ta gần 100 người ha. 100. Rồi các bạn nghe tôi nói ha, các bạn tập trung nha. Cái cô Đinh Văn Trinh á, có bệnh sao vậy cô Trinh? Mở mắt rồi Đinh Văn Trinh hay gì đó, Đinh Văn Trình hay gì đó. Dạ. Mở mắt rồi. Dạ em rồi, mà cô, mẹ cô em bị sao đó? Dạ bữa bị sao em? Dạ bữa bị ăn bị sặc, nhưng mà em điện cho cô ta là xin cái phát đồ sặc á, sặc cháo này. Không thấy cô ta bắt máy bị ngút, xong đưa bệnh viện cái xong mà em đi đường Kinh Phế, xong rồi em đi đường Kinh Phế bị sặc á, em đi đường Kinh Phế xong rồi em nhắn cái Nguyệt ngay đây này, thì nó ho được mấy tiếng, cái nó hết tím tái hết rồi, xong em đưa đi cấp cứu viện để người ta coi cái phổi có hay không, nhưng mà xuống dưới thì 1.5 nó làm nó dày rồi, đưa về nhà thở oxy nóng nhận nữa, đưa qua hồi cấp cứu xong rồi chuyển qua hồi sức cấp cứu khoảng ngàn đêm là đầu chuyển về nhà. Được 2 ngày chỉ việc Quảng Ngãi là 2 ngày đang nằm, nhưng về nhà thì thấy cũng có tiến triển thầy, 2 ngày thì tay lạnh nhưng mà bây giờ thì tay ấm hết. Giờ về thở oxy à? Thì nghe rõ mà đang thở oxy à? Dạ đang thở oxy à? Đang thở oxy hả? Dạ dạ đúng rồi, bệnh viện 1.5 trả về thôi. Có biết bây giờ còn biết không? Dạ anh bị dẫn, hôm trước em nói thầy là nhũng não đó, xong rồi sai khớp của tay này, sai khớp vai này, em làm bớt rồi đó. Xong bữa em cho ăn cháo xong rồi nó ngút cái sẹt đó thầy. Thì em có điện cô ta gấp để em xin cái phát đồ mà sẹt đó. Cô ta không bắt máy cái bắt đầu em tự sơ cứu thì nó cũng giải phóng được. Nhưng mà đưa đi bệnh viện để siêu âm á, coi thử có trong phổi có gì không á. Thì lại xong rồi về bị gì luôn. Bây giờ đưa về nhà, bệnh viện trả về nhà bữa hôm kia, hôm qua với hôm nay. Thì em thấy có tiến triển là cái môi thôi, cái môi nó mềm ra, cái môi nó đỏ và nó nhấp nháy được, còn ở 1.5 là coi như là đơ hết rồi. Trời ơi, đừng nhung nhích, để gì đi. Dạ, trở về đi ha. Dạ, trở về cũng không nghe thầy nói nè. Dạ. Nghe thầy nói nè. Bây giờ để ngay cái mặt cho thầy thấy coi. Rồi. Đừng có nhúc nhích màn hình nữa.
Dạ dạ. Tự nhiên em cầm cái tay hơi run đó thầy. Bây giờ thì để sao đừng cứ run đi. Được chứ thầy. Yếu nhất nha. Con dòm cái mặt của bà ơi, cái bắt đầu thầy trị cái ha. Dạ dạ. Rồi giờ giờ cái mặt có gì thay đổi không ha? Dạ. Con theo dõi coi coi con mắt có nhúc nhích gì không? Hình như mặt đỏ lên phải không? Dạ có nhái thầy đó, đó thầy nhái không ạ? Thầy thấy không ạ? Đúng rồi, thấy rồi, thầy thấy rồi đó. Con mắt nhúc nhích rồi đó. Dạ dạ. Có nhái mặt tại thầy. Đúng rồi, mọi người có nháy mặt giật con mắt phải không? À, dạ đúng rồi ạ. Đó mắt đỏ lên đó. Dạ mở nháy mắt á. Đúng rồi, thầy thấy mấy nháy mắt nhau mặt các bạn có thấy không? Dạ dạ em thấy nháy mắt ạ. Em đúng rồi, mắt đỏ lên đó phải không? Dạ. Có thấy cái mắt đỏ thấy đó thầy. Dạ. Hồng hơn. Đỏ lên trắng đó. Có thấy có cô có nhíu cái mày ạ. Chân mày nháy thầy. Đúng rồi, chân mày má. Đó, nhúc nhích mắt nhúc nhích á. Cực kỳ quá. Đang nhìn cái bà nào. Con giờ cái đầu ấm rồi đó, cái chán ấm rồi đó không? Rồi một chút xíu nữa báo cáo em. Rồi từ từ bắt sẽ hồi phục rồi đó. Cái máy nó đó mắt nhúc nhích rồi đó, thấy nhúc nhích không, mắt phải nhúc nhích rồi đó. Dạ đó, đấy mắt phải bắt đầu mở mở mắt phải nhúc nhích rồi đó. Hả? Mở hé bắt đầu hé mắt rồi đấy. Mắt phải hé hé rồi. Hé hé mắt rồi đó. Đấy, mắt phải mở to rồi đấy. Chị thấy sao rồi? Để em đang có hí hí thầy ơi. Thấy sao rồi? Hả? Có nhai nhai một tí nữa thầy. Nhưng mà hồi tối thì hoạt động có mắt cũng mở thầy. Hả? Hồi tối thì có mắt có mở. Nhưng mà sáng nay bây giờ là ngủ nhắm mắt. Bây giờ mở rồi thôi. Mở rồi thầy ơi. Mắt khéo mở rồi. Rồi chúng ta trở ra chút cái gì chút xíu chúng ta quay lại ha. Dạ, rồi dạ, cái bây thầy. Giờ rồi không sao. Bây giờ các bạn tập trung ha. Tôi sẽ nói cho các bạn. Rồi vậy là chúng ta mở hết rồi đó.
Hy vọng là tất cả các bạn học sẽ làm được vậy ha. Các bạn sẽ nhìn tôi, nhìn thẳng vào tôi. Thì các bạn nên tập trung. Các bạn nên tập trung. Người ở đâu thì tư tưởng ở đó. Chứ không phải người ở đây mà suy nghĩ về chỗ khác thì các bạn sẽ không bao giờ nhận được năng lượng. Thứ nhất. Thứ hai là các bạn phải tin tưởng vào tôi. Thì các bạn mới nhận được năng lượng. Nếu các bạn không tin tưởng thì cái khí công, cái âm lượng của tôi không đẩy vô các bạn được. Thần kinh của các bạn sẽ chổi ra đi. Thì bị chổi ra, tại ra các bạn không được nhận năng lượng. Vì thần kinh của tôi và các bạn sẽ kết nối nhau bằng sóng wifi của vũ trụ. Chứ không phải sóng wifi của mạng. Xin chào thầy ạ. Tắt rồi. Mi thay đi. Còn những mấy người đó. Tắt tiếng tất cả này. Đây nè, tắt ở đây nè. Cho nên các bạn có người nhận được, có người nhận không được ha. Chứ không phải là mỗi người mà nhận được ha. Các bạn tập trung thân đâu người đó. Thứ hai là các bạn phải tin tưởng. Thứ ba là các bạn thân ở đâu thì tin tưởng ở đó thì các bạn sẽ nhận được. Bây giờ bắt các bạn chuẩn bị ha. Không nhúc nhích mà chỉ tập trung thôi. Khi tôi đếm tới 1, 2, 3 là tôi phóng công đó. Thì trong vòng khoảng 2 phút thì các bạn có cái gì thì các bạn nói lên. Thứ nhất là hiện giờ các bạn không đau, không đau tí nào chứ. Nhưng mà khi tôi phóng công rồi các bạn sẽ đau. Đau cổ gáy hay là nóng ở đâu, hay là lạnh chỗ nào, hay là nó chạy ở chỗ nào, bất cứ ở trong đâu trong cơ thể của bạn, các bạn sẽ hiện ra. Vì chỗ đó thì các thần kinh và khí và huyết sẽ chạy lên. Cái não của thần kinh các bạn sẽ tự điều chỉnh. Nếu chỗ nào nó bị tắc nghẽn thì cái lượng khí nóng, tức là khi lượng khí dương, nó sẽ trực tiếp chạy đến đó. Và khí đến đâu thì huyết sẽ đến đó. Thì huyết đến đó thì chỗ nào có huyết, có khí thì chỗ đó sẽ có lực, thì các bạn sẽ khỏe thôi. Thì các bạn nào nếu mà thấy nó có đau thì tôi sẽ tiếp tục cho trị cho các bạn trong tích tắc thì các bạn hết đau. Nếu mà các bạn nóng thì tôi sẽ trị trực tiếp cho các bạn từng người một. Trị các bạn từng người một. Thôi ghim hết. Rồi chúng ta chuẩn bị ha. Các bạn sẽ có cái mùi gì đặc biệt ha. Các bạn mùi này chỉ thoáng qua thôi. Nhưng chỉ thoáng nhẹ qua thôi. Mùi hương bưởi, rồi hương lúa, rồi hoa mai, hoa cỏ, hoa lài, rồi tất cả các loại hoa. Mà hoa này không phải là hoa tự nhiên. Hoa đồng cỏ nội chứ không phải là hoa do một cái nhà sản xuất nào mà chế biến ra. Có một cái loại nước hoa này mà chỉ có tôi phóng hoa thì các bạn sẽ nhận được cái mùi của nước hoa đó. Không phải là mỗi người có một cái mùi nước hoa khác nhau, chứ không phải tất cả mọi người trong 100 người này ai cũng đều có mùi nước hoa giống nhau, không phải.
người thì mùi lài, như mùi thì hương cỏ, rồi mùi thì lúa nấu non. À, tất cả những cái mùi đều khác nhau, không ai giống nhau. Đây là hoa cồng cỏ nội, một loại hoa rất là tự nhiên mà trên thế giới này chưa bao giờ và chưa bao giờ con người làm qua một loại một nước hoa này. Mời các bạn đón nhận. Chúng ta tiếp tục bắt đầu. Thì đếm 1, 2, 3 thì các bạn không nhúc nhích ha. Các bạn tập trung thẳng cho màn hình, để cái màn hình sao cho chuẩn nhất. Rồi xin mời các bạn. 1, 2, 3. Mời các bạn có ý kiến gì nói. Ai có trước nói trước, ai có sau nói sau, ai chưa đó có gì thì chúng ta tiếp tục suy nghĩ thêm ha. Em ai? Thấy em thấy mùi như mùi cốm rang thế. Nhiều cốm rang, ông khoái ăn cốm hả? Cốm rang giống cái mùi cốm ở ngoài chợ không? Vâng vâng, thơm thơm lắm. Thơm hơn cái mùi cốm ở chợ không? Vâng. Thơm, nó thơm dễ chịu hơn. Dễ chịu lắm. Nó thơm với cách nữa. Ừ. Ngoài ra trong cơ thể còn gì nữa không? Em thấy sảng khoái lắm. Hả? Em thấy sảng khoái lắm. Nhảy. Rồi sảng khoái, có mùi. À. Rồi chị Cao Nguyệt. Thưa thầy, em thấy mùi như hương lúa. Hương lúa thơm nhẹ nhẹ. Nhưng mà em bị tức tức ngực ở chỗ này rồi ạ. Nó đau. Đau chỗ ngực gì? Nó hơi hơi tức ngực chỗ này. Và nó hơi hơi khó chịu ở đây nữa. Hơi hơi kiểu thấy buồn buồn khó chịu ở đây. Thưa thầy, vừa rồi hôm 27 là em bị ngộ độc thức ăn thầy ạ. Thế mà em gần đây mấy 4-5 hôm gần đây nó cứ bị đưa lên. Cứ tối đến là nó hay đưa thức ăn lên trên cổ này. Mấy hôm trước Việt cũng hướng dẫn em thì em đỡ rồi, nhưng mà em hôm nay lúc thầy phóng công xong ấy thì em thấy mùi hương lúa và em thấy hơi tức ở đây. Cái mùa chỉ có đi gỗ lần nào chưa biết cái mùi hương lúa. Đó. À, chào ông bạn già ha, thái độ cho vợ gì đó. Dạ. Chị thấy sao đây? Chị đau chỗ nào đâu chỉ coi. Chị coi cái này, chị coi còn không em? Chị bị viêm họng á chị. Vâng, thưa em sau khi ngộ độc em bị viêm họng. Đúng rồi, viêm họng cái đó là viêm họng hả chị? Vâng. Chị coi hết chưa? Cái này đỡ nhiều rồi ạ. Thế giờ còn đâu nữa không? Hả? Đây gần như là hết rồi ạ. Rồi hết rồi, được rồi, thôi được rồi. Thầy,
thầy ơi, thầy nhân đầu nặng rồi em thầy ơi. Đang bật mic. Rồi tới ai nữa? Chị sao? Cái đầu tự nhiên cái đầu nặng lắm thầy ơi. Bây giờ còn nặng không? Đâu chỗ nào đâu? Rồi giờ mới thẳng đi coi. Giờ thẳng đi coi. Hết luôn. Rồi hết chưa? Thấy cái đầu nhẹ nhưng mà cái vai bên đây, vai trái đang hơi nặng thôi. Rồi coi còn không? Còn không? Thầy hơi nhẹ. Hết chưa? Dạ hết rồi, cảm ơn có thầy. Mùi gì? Hôm nay em có mùi mà hôm nay em có mùi. Thầy ơi, thầy ai nữa đâu? Ai? Thầy ạ, em bị đau đầu. Em bị đau ở chỗ này thầy ạ. Bây giờ còn không? Hết chưa? Em vẫn còn ạ. Hết rồi mà chị, coi coi hết rồi ạ. Chị coi đây hết chưa? Đây em cứ bị nặng nặng ở chỗ này thì đỡ rồi nhưng nó nặng chỗ này. Bây giờ coi đây còn không? Em nhẹ rồi đây ạ. Rồi, chút nữa em. Thầy ơi, cho em với. Em cảm ơn thầy ạ. Không, để chơi nào. Người nào hết rồi tới người đấy ha. Đang trị người nào hết cho người đấy đi. Chị thấy hết cái đầu chưa? Bấm rồi. Thầy cho em với. Rồi, chỗ. Rồi, chỗ anh Tiến Dũng. Em để nói. Đây. Thầy ơi. Vâng. Nè. Chị khuyên nha thầy ơi. Thầy ơi, chị cho em. Chị cho chị khuyên á. Khuyên đó thầy. Rồi, sao đâu? Nói đi, thầy ơi chị cho chị cho em khuyên em sao em bị bíu đầu cái gì á bíu cổ bíu đầu chị cho em bây khuyên. Giờ còn đau không bây giờ còn bây đau giờ... không nó chỉ nặng thôi nặng nặng ở cái chỗ bíu rồi không đau nữa xem coi còn nặng không mình hiểu hơn chắc nhẹ rồi thầy hả hết chưa ờ nhẹ rồi được rồi thầy ơi Hải thầy ơi thầy ơi thầy ơi em em sao thầy ơi cái đầu nó vẫn không phải đau mà nó cứ nặng nặng còn mấy đau mà cái chân đó. Thì lúc nào tê tê xong mỏi mỏi không cho à nếu mà bạn nào nó không ngỏ không gõ không gõ em đau với lại chân của em lúc nào nó cũng bị tê tê mỏi mỏi ai đâu tê tê mà mỏi em rồi làm mỏi tê tê tự xử ai đâu em à xin lỗi rồi tê ai nói cái thầy ơi rồi vậy thầy ơi em nói đi nói đi em bạn cho tâm ấy cháu bị đau đầu nói thầy ơi em bị đau đầu với lại cả chân phải đấy cứ bị tê với mỏi liên tục đấy ạ cháu ở đâu cháu đâu rồi dạ. Cháu đây cháu ở đâu thầy ơi đâu đâu? Hải Phòng ạ bây giờ người đó ở đâu Hải Phòng. Em à em đây ạ bị em á hả? Dạ vâng. Đau chỗ nào đâu? Đau chỗ nào? Đâu? Tức là cả đầu thầy. Cả đầu ấy nó đầu chỉ đâu? Cả đầu luôn. Em bị gối lên. Em bị gối lên tiền đình ha. Vâng đúng rồi ạ. Được gối lên tiền đình thiếu máu não bán cầu được tiểu não đó. Em có học viện dưỡng không?
em vào thầy nhưng em không vào, em không em vào thầy nhưng không? Mà em vào thầy nhưng mà em không học được, em không học được ạ. À, em có học viện chuẩn chưa? Em chưa. Chưa sao chỉ được. Vô 24 124 34 189 số 3 63 sông Cầu Đầu gạch ngón tay này phát tiền trong vòng 3 phút không còn chóng mặt nữa. Biết lại còn cái chân phải nó cứ bị hỏi ạ. Nó không tập tập mà. Vâng, em chữa được mà em chân phải thì vô cái vô phản chiếu chân phải. Là trong một tuần đấy. Bàn chân thấy chỗ nào? Không ngủ được nữa. Cả chân, bắt chân này là chân đầu gối. Thôi vô học chân chuẩn em ơi, thì cháu chỉ được. Vô trong nó còn nhiều cái phức tạp lắm ha. Ngày trên cho em trong bệnh viện không có lấy mà em ghi vào đây. Ngày trên cho em một tí. Thôi thì truyền cho em đó. Rồi tới cho chị khác nè. Bây giờ cái cô Cháu Nguyễn Loan đi thầy ơi. Hả? Cháu Nguyễn Loan đi ạ. Loan hả? Loan đâu đâu? Loan đâu? Đây em ngửa, ngửa cổ lên. Cái đằng sau cổ này đau lắm ạ. Điều chỉnh. Đâu đâu? Điều chỉnh con cơ chứ gì? Chỉnh con cơ đấy. Đâu đâu chứ đâu đâu? Ai đâu? Loan đâu? Rồi, 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 rồi. Nguyễn Loan, Nguyễn Loan. Rồi, nói đi em. Em có ngửa cổ lên đau lắm thầy ạ. Rồi, này đây. Còn đau không? Còn ạ. Còn bên này ạ. Loan, ăn cái gì vậy? Nửa bên này hết rồi, nửa bên bây này. Bây giờ. Đây ạ, à, còn bây giờ đây. Ai chỉ nè. Dạ cho con bà, Đàm Vơi. Nè, tôi chỉ. Đàm Vơi ạ. Các bạn nghe bắt đầu coi nghe tôi chỉ bệnh bằng nói chuyện. Tôi sẽ nói chuyện, tôi hỏi thăm. Chị Loan này sẽ hết bệnh liền. Chị đau chỗ nào? Dạ em đau đây. Các bạn nghe tôi hỏi ha. Rồi đau chỗ nào đâu? Rồi. Rồi thôi được rồi. Bây giờ chị dòm thẳng đây nè. Chị nghe tôi hỏi chứ đau trả lời cho đó. Bắt đầu chị ha. Bắt đầu chị ha. Chị dạ. Coi ngay chỗ đau đó. Giảm chưa? Chị xem đi. Còn một ít gần mí tóc thầy ạ. Rồi tiếp tục theo dõi đi. Hết chưa? Còn ở dưới chân vai thầy ơi. Rồi chị coi lại cái vai còn không? Giảm chưa? Bên này thầy ơi. Bên phải. Rồi coi đi. Rồi coi đi coi lại chỗ đó coi. Rồi nhấn dưới đi coi còn không? Ở giữa cổ rồi. Giữa cổ thầy. Rồi coi nửa cổ đi. Còn chân cổ thầy viết trên của cái huyệt đại trì thầy ạ. Nghe đại trì phải không? Rồi. Trên coi... đại trì. Mẹ đang lại. Rồi coi giảm chưa? Còn một ít nữa thầy. Ủa? Mẹ xem lát mà thế mà mày quay cùng một lần mình. Dưới huyệt đại trì đi thầy ơi. Rồi coi đi. Vâng, ở dưới huyệt đại trì thầy ạ. Ý mẹ thơ hơn. Ý mẹ bao. Chẳng. Thầy ơi, còn một chút chỗ huyệt phong phủ nữa. Thế nào? Hả? Còn một chút huyệt phong phủ nữa thầy. Thầy ơi, phải đi rồi. Thêm cốc huyết. Còn một chút nữa thầy. Rồi chị coi tiếp tục đi. Vâng. Vẫn còn một ít thôi thầy. Chỗ huyệt phong phủ á. Rồi chị coi đi. Chị còn hỏi gì chị cứ nói. Chị cứ coi đi rồi tôi hỏi hay trả lời. Không hỏi thôi. Dạ. À. Rồi coi dạ chưa. Được 80 rồi thầy ơi. 80 được rồi. Dạ vâng, em cảm ơn thầy.
Bật đèn mic em. Thầy ơi em bị nặng. Rồi các bạn nào có. Thầy ơi cho. Làm rồi ạ. Thầy cho Vân có. Rồi chị Vân. Vâng thầy. Vâng, mọi khi là thầy phóng công thì em nó cứ tức ở thực thôi, nhưng lần này thì em lại ngửi mà làm sao nó lại có cái mùi bột văng đi mà chín muốn ăn đấy. Nhưng mà mọi lần đó là em cái nóng rang cái vùng ngực, nhưng lần này thì nó lại cái kiểu nó buồn buồn, nó lại cái kiểu tức tức ở vùng ngực như thế. Thầy có nghe rõ không ạ? Nghe nó tức cái chỗ ngực cái gì? Đây thầy ơi, nó tức ở vùng này này thầy này. Cái vùng ngực này. Rồi chị ghi đi, chị ghi đi, chấm luôn là chị ghi đi. Số tức ngực số 7, số 7 ghi đi, lý ghi đi. Vâng ạ. Vâng. Em số 7, số 3, số 7, số 3, số 8, 61, 57, 269, 189. Đó là bộ tức ngực khó thở. Vâng. Chị bị tắc cái vùng thượng tiêu, cho nên chị xem lại cái phổi và cái tim của chị có vấn đề nha. Vâng, vâng. Em cảm ơn thầy ạ. Rồi chị đã bị tim nữa ha, cái phổi đó. Dạ thưa thầy, cho em hỏi thăm thầy. Dạ em nghe mùi bông lúa mà nó khoảng 2 giây thầy. Đúng rồi, lúa khoảng 2 giây phải không rồi. Dạ mà tại sao nó lại cái nghe một bên lỗ mũi thôi thầy, một bên phải thôi. Nó đuối kia nghẹt rồi. Trong 2 giây mà nó là nằm phía bên phải. Và bên trái thì không nghe, mà bên phải nghe mùi bông lúa. Khoảng 2 giây à. Bây giờ cái lúc anh bệnh nghe lỗ mũi bên phải coi, thở lỗ mũi trái coi bích không? Dạ, mũi bên phải thông hơn ạ. À. Đúng rồi. Nhưng mà hôm trước thầy không... sao mũi phải tay cánh tay con bên phải là nó có một cái luồng nóng cực nóng nó đi qua, nhưng mà kỳ này nóng mà hôm nay nghe cái mùi hương bông lúa này chỉ có một lỗ mũi bên phải thôi, là sao nó chỉ có một mũi thôi. Tôi nhấn cái huyệt 379 đây, chỗ 126 này, nhấn rồi nè. Nhấn bên mũi bên bên cái trán bên trái á thì có một điểm đau đó, đau không có cái chăm không, ấn người đó thì có điểm đó là cái lỗ mũi đó, bên ấy đó nó hết nghẹt á. 379 hai người đó với cái huyệt Ninh Hương, đau không? Huyệt Ninh Hương đâu? Dạ đây à. Không phải Ninh Hương ở dưới mé mũi á, ngang cho chị huyệt 39 á, chú huyệt 39 biết không? Nằm ở đây nè, đây là mũi nè, rồi xuống cái nữa, đau, đúng rồi, ngay cái trên đường pháp lệnh đó, dạ dạ, đau không? Có nhẹ, không đau bằng ở trên ba bảy ở này. Trên đau hơn không? Ở dạ, trên đau rồi. Hơn thì làm ở trên, dạ. Ừ, hết chưa, hết nghẹt chưa? Bên trái hết nghẹt chưa? Bên trái nhẹ, dạ hết nghẹt chưa? Dạ, hết rồi. Rồi hết rồi thôi. Dạ dạ cảm ơn thầy. Rồi. Đúng rồi tiếp ai nữa không? Dạ em nào? Em bị em sưng. Em bị nóng ở trên. Em lên. Bên đâu thấy gì đâu. Nói đi.
Thế trong dương dạ. lực thì huyệt dạ. nào đấy? Em đầu mắt bên phải nó mờ với lại cái mặt nó hơi trắng lên ạ. Không nghe được chị. Alo, chị nghe không ạ? Không nghe. Bạn dạ, kia yếu lắm rồi đó. Mọi người tắt mic đi, không mấy bật mic lên không ai nghe được gì cả thôi ạ. Rồi không nghe thì tới người khác đi. Thầy cho con hỏi là lúc thầy phóng công á là con thấy một màu trắng ở trước điện thoại là bị sao hả thầy? Cái gì? Dạ lúc thầy phóng công á là con thấy màn hình là mờ mờ xong rồi màu trắng á là bị sao hả thầy? Em con á lúc đây em con đây. Bây giờ còn không? Dạ. Đây lúc thầy phóng cái gì? Lúc thầy phóng công là thấy màn hình mờ với lại mờ trắng màu trắng. Nhưng bây giờ thì hết rồi ạ. À. Lúc thầy phóng công bị ạ. Bây giờ thấy cái màn hình mờ mờ hả? Dạ, dạ. Trắng. Cô mắt em có bị loạn không? Có, em bị hay bị mắt mờ. Đúng rồi, mắt mờ. Thì nó mới báo cho ba con mắt nó bị bệnh mà. Cái gì là chị con mắt đi. Trời, con mắt mờ rồi. Mắt hổng có thần. Con nhìn thẳng đi coi. Con có cảm thấy con buồn không? Nghe thầy nói con cảm thấy trong người con có nó buồn lắm không? Con cảm thấy trong người nó không có mạnh hoài khỏe lắm. Con mở mic ra coi. Con mở mic ra coi. Hả? Con cảm thấy người lúc nhiều người cũng mệt yếu. Các bạn có thấy cái cô này chưa? Các bạn tôi coi tôi xem cái bạn cái bệnh này để các bạn đưa ra một cái phác đồ điều trị. Các bạn xem tôi hỏi một hồi là ra sự việc cho các bạn coi. Trong cuộc sống của các bà của con trong thời gian vừa qua con bị bức xúc cái gì vậy gì? Dạ, con bị gia đình. Dạ. Gia đình. Dạ. Bạn bè xã hội nếu đi làm thì con bị bức xúc cái gì? Gia đình sẽ làm cho con bị tổn thương rất là lớn. Nhưng mà đối với các bạn bậc làm cha làm mẹ không nên làm tổn thương con một cách quá lớn. Cái lỗi này không phải lỗi tại con mà cái lỗi này tại do gia đình người lớn dùng những lời lẽ không tế nhị xúc phạm với con làm cho con uất ức buồn tủi đau khổ một cách âm thầm lâu ngày sinh ra bệnh thần kinh. Con đang bệnh thần kinh trầm cảm
Cho nên con người của con rất là yếu ớt, rất là sợ sệt, rất là hoang mang. Đồng thời con coi một cái xã hội này, coi những con người kế bên con không quan trọng, không quan trọng. Thầy ơi, thầy sẽ giúp cho con trở lại một vị trí bình thường. Thầy ơi, nhưng mà với điều kiện con ở đâu lận? Dạ con. Con ở đâu? Cháu của ba. Hả? Con ở Đắk Lắk ạ. Tỉnh Đắk Lắk ạ. Ở đâu? Ở tỉnh Đắk Lắk. Thầy thấy có người nào ở trong nhà học viên chuẩn nữa? Dạ, rồi ạ. Dạ. Vâng. Ai? Tam Vân. Ai vậy? Tam Vân á. Tam thầy ạ. Cô Mùi hả? Hả? Thầy đâu ơi? Dạ. Cái gì? Em đã. Dạ. Cái bệnh này nếu mà có học viên chuẩn có đâu khuyên không? Có học rồi chuẩn có đâu khuyên không? Có. Chị sẽ vô cái bài tâm thần phân liệt thần kinh trầm cảm. Thì chị này trong vòng tuần lễ hết. À, đi đâu? Chị trong vòng từ lễ hát. Còn nếu mà chị không được đó. Thì chị sẽ cho cháu đến thì chị trong vòng từ lễ. Thì cô này sẽ không còn trầm cảm nữa. Tôi sẽ phục hồi cái hệ thần kinh của cô này lại. Cô này chỉ cần phôi hồn hệ thần kinh, làm cho cơ thể ấm lên, dùng cái bộ thân phục hồi hệ thần kinh là con này hết. Cho nên nếu mà chúng ta không làm thì cô này sẽ khổ suốt đời. Con có chồng chưa? Dạ có rồi ạ. Chồng có làm gì? Làm nông ạ. Cô có thích chồng cô không? Dạ có. Có. Có không? Có. Có khi nào thích thì có thích rồi đó. Nhưng mà thầy muốn nói là cái chỗ là cái tình cảm rất là lạc lạc, chứ không phải mặn mà như hồi xưa. Dạ đúng rồi. Bây giờ phải làm như thế nào cho cái hệ thần kinh này hương phấn lên thì cô sẽ có một cái hạnh phúc. Thầy nói gì thôi nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn em, cảm ơn thầy ạ. Con cảm ơn thầy. Còn, ạ. Ghi cái chị đó thì đánh nếu không vô đây thì chúng ta vô cái bộ vô trong cái lớp nội tạng. Mà nội tạng ha, nội tạng thần kinh á thì dạ, có dạ. Cái bài này chị dạ. Sẽ làm theo cái vô lớp nội tạng thần kinh nó có ha, thì trong đó nó dạ. Có thần kinh quan tưởng, thần kinh trầm cảm, rồi thần kinh mất ngủ, tất cả lại về thần kinh thì trong cái lớp đó mới có, chứ ngoại vi không có, nội tạng không có. Bởi vì trong cái lớp ta chia làm ba, một là nội tạng, hai là ngoại vi. Cái lớp thứ ba của nó là tất cả các loại hệ thần kinh. Cho nên các bạn dễ kiếm nha. Chúc chị thành công. Rồi thầy ơi. Thầy ơi giúp cho em thầy ơi. Thầy ơi giúp cho em thầy. Giúp gì? Dạ.
lúc nãy thầy vừa phóng quang á thầy, yêu phóng công á thầy, tự nhiên em khó thở, em nặng hai cái động mạch cảnh người phong trì chạy dài xuống đại trì á thầy, mà em khó thở rồi lỗ tai em nó hết nghe rõ nè. Giờ bây giờ em còn khó thở lắm. Bây giờ còn không? Dạ còn. Mà nó nặng thế sao? Xem ra còn không? Xem ra có còn không? Nó nhẹ cái khó thở nó nhẹ rồi. Thế sao? Còn ít thầy mà nó muốn ói thầy. Rồi coi còn ói không? Nó nhẹ nhẹ được 3 phần rồi đó thầy. Rồi tiếp tục theo dõi ha. Dạ. Rồi giảm rồi đó. Dạ. Rồi nó nhẹ phía sau óc luôn đó thầy ơi. Đại trì con trì rồi nhẹ. Còn cái lỗ tai nó không có nghe rõ mấy. Rồi hết rồi phải không? Dạ đúng rồi. Nó nhẹ như là tảng đá mới gớt xuống hết thầy ơi. Dạ. Rồi. Dạ, lắc hồi để gớt đá rồi rồi hết vậy. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Rồi xin sao không sao. Rồi. Cảm ơn thầy. Dạ. Hay thiệt. Rồi tiếp tục hai ý kiến nữa. Rồi chúng ta nghỉ. Còn ý kiến gì Nam có ai không? Nam. Từ đây nữ nhiều với hiếp Nam quá. Nam có nhiều người nói Nam hỏi không lại với bà nữ hỏi quá trời. Rồi chị còn có ai nữa không? Em ạ. Rồi em. Ông mà anh tôi cho em gì? Rồi mời anh. Sao anh? Thầy ơi, khi mà thầy phóng công ấy, thì là ở chỗ ức này, chỗ hơi về phía dạ dày này là nó hơi bị tức mà có hiện tượng như nó kiểu trào ngược cái thầy. Mà mấy ngày hôm nay là kiểu như ho mà kiểu nó cũng hơi hơi khó thở, dạng trào trào ngược. Bây giờ coi còn không anh? Về coi còn không? Còn coi còn không? Vùng này. Mỗi tay đâu ra nhóng lên cái hình lên chút nữa. Anh nhớ hình lên cho tôi thấy cái tay cái chỗ đau ơi. Thấy chỗ đau lên cho nó đi. Lên chỗ nữa thấy chỗ đau mới được. Rồi, buông tay đi. Buông tay đi. Rồi coi nhắn lại coi còn đau không? Vẫn còn tức. Đó rồi. Nó vẫn còn hơi tức. Nó cũng đỡ là. Kiếm đi. Kiếm đi, hết rồi. Cũng còn một ít ạ, còn ít nữa thầy ơi. Hả? Hết chưa? Được rồi, 80% rồi. 80 được anh. Dạ. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Dạ. Rồi, không sao anh. Bây giờ cho ông Trình, tôi quay lại cho ông Trình chút ha. Trình đâu rồi? Cái bà già nãy đâu rồi? Dạ em thầy. Chào thầy.
Rồi tôi quay lại thăm bà già chút ha. Bác bị ngủ hay sao đó? Anh thằng vô thầy chứ thức dậy thì cô mới giờ cùng là gai giờ. Hả? Bác ngủ rồi vậy? Dạ dạ cũng dậy ngủ rồi này. Hả? Dạ ngủ. Này. Bây giờ em đang dưới ông ghi thầy ơi. Em lấy cái dưới ông ghi coi. Bây giờ trong biết được không? Hôm nay thầy không dạy chị nhỉ? Không làm để đỡ không do lên lại. Cho mượn người viết. Nóng thầy dạy học mà chả thấy thầy dạy cả. Hết rồi mà đâu mà dạy. Đấy, nóng thì tối giờ. Dạ em ghi thôi. Rồi tiêu hơi thông khí. Lên lên đây. Tiêu hơi thông khí. Dạ. Thầy đọc cái huyệt đau ngực lúc nãy là huyệt nào nhỉ? Ở đọc tới khác. Vâng. Dạ rồi. Tiêu hơi thông khí. 104. Số 3. 26. 38. Mười chín, hai mươi tám, ba, ba, 235, 143, 184, 50, 50, 189, 189, vô được kinh phế. Thiếu thương ngư tế Thái Nguyên Xích Chạch Vân Môn Trung Hữu Thiên Đột Đảng Trung Trung Quảng Trung Quảng Trung Cực Trung Quảng Trung Cực rồi bác xe khỏe rồi đó nha. Đi sâu vào cái đường kinh phế bởi vì khó thở là do khí rồi đánh tam giác phế ha, đánh tam giác phế nó cho chúng ta lực, nói chung là đánh tới tạng phủ, năm tạng phủ, tam giác phế, xong rồi qua tam giác tỳ, rồi tam giác thận. Tôi thấy đánh tim, đánh tim ha, tam giác tim, rồi tam giác phế là được rồi. Dạ. Xong rồi thôi. Rồi vậy được đó. Dạ dạ. Cảm ơn thầy. Thầy ơi, nhưng mà đang đặt ống khí thở trong cái cổ họng đó thầy. Đâu có sao đâu. Khi mình đánh như vậy thì nó không đều lại à. Hả? Mình đang chịu oxy á, nó thở còn bằng cái thì khi mình đánh vậy thì nó có chắc này đi.
nó có bị khoảng đúng không? Đó bình thường thôi, đâu có gì đâu, không quan trọng đâu. Bây giờ làm cho thông khí mà. Cho cái phế nó hoạt động trở lại là ok rồi. CT trong cái phổi là nó bị xẹp đó thầy. Mà xẹp phổi đó. Dạ xẹp phổi tái luôn đó thầy. Tại do cái em do cái trong cái sách cái đau khuyên hay là do cái tiền mà do cái nội tạng á thì có cái bài xẹp phổi đó. Dạ. Alo. Thì gòn luôn em đi về Hồng Kông. Em muốn chuyển bây giờ. Rồi. Nhưng mẹ nó bé. Sao chuyển không có vô hả? Không có vô chứ mà. Rồi thôi được rồi chị. Ha. Rồi thôi được rồi ha. Dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ. Chú và điều hòa thôi. Chị ấy nè. Cảm ơn mấy cậu đi. Đâu có chị ta. Bên Nguyễn ơi. Dạ. Chị về rồi. Thầy ơi. Con 9 rưỡi cho thầy nghỉ sắp. Mọi người ơi. Thầy mình nghỉ ha. Chào các bạn ha. Chào thầy. Chào cả lớp. Rồi xin chào tất cả các bạn. Dạ. Mai chúng ta nghỉ ha. Rồi. Thứ hai học cái gì thầy? Rồi mời có cái tin mới thì sẽ đăng lên cho các bạn xem. Mời chúng ta sẽ đi du hành về Bạc Liêu. Thì có cái đầu Bạc Liêu sẽ rước mình đi. Mời đi rất nhiều xe. Đi xuống Bạc Liêu. Do khách mời đột xuất nên nghỉ, mời nghỉ làm việc ở đây. Mời sẽ làm việc ở Bạc Liêu. Mời các bạn theo dõi bước chân của tôi đi ha. Rồi có gì tôi sẽ để cho các bạn về phương pháp trị bệnh ở Bạc Liêu. Ngày mai sẽ chị nhanh. Tôi cho chị trong vòng một tiếng có khoảng chừng 5-70 người một tiếng. Người tôi sẽ chị trong vòng 2-3 phút. Tôi sẽ về Bạc Liêu. Tại chỗ công tử Bạc Liêu á. Thầy sắp quay nha. Thầy ơi. Rồi. Mời này đoàn đi rất là đông. Mời các bạn chú ý theo dõi. Tôi mời có khả năng là tôi sẽ phát trực tiếp. Mấy giờ thầy? Chắc là mời sáng này sớm tới cho đó thì cỡ 2 giờ chúng ta làm việc. Mời thì có thể đi nhiều chỗ, đi tham quan nhiều chỗ lắm. Cơm chưa? Thầy ơi, cho em hỏi cái nhân công này thì mình học mấy buổi hả thầy? Đó, bây giờ chỉ cứ xem lại, bây giờ học thì đâu có nhiêu đâu. Cho nên chị các chị, các anh các chị xem lại cái clip. Cách thở tôi chỉ rồi, bây giờ cứ học thêm nó cũng vậy à. Nhưng mà chúng em mới vào lớp ạ. À. Em mới thì vào vô, lớp vô à. Cái vô lại cái lớp thì chị coi lại đi rồi từng nào tôi cũng hấp lại mà. Từng nào cũng hấp lại. Về quyền công vào thứ 6 hàng tuần. Chị có vô được cái lớp cơ bản của quyền công chưa? Lý thuyết quần công chưa? Em chưa. Trời, chị đất. Nói cô ta liền đi chị. Các bạn, tất cả các bạn nào ở trong này mà chưa vào được cái lớp quyền công mà mấy chỉ có mình cái lớp này mới có đưa vào cái ghi âm lại và phát lại. Mấy kia là không có. Thì các bạn nào chưa vào được thì các bạn
liên hệ với cô ta sẽ đưa cho các bạn vô. Rồi các bạn coi đó, rồi các bạn nhất là các bạn phải thuộc cái lý thuyết ra, xong rồi các bạn thở theo. Rồi thứ sáu hàng tuần tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp các bạn trị quyền công như bữa hôm nay. Rồi thứ sáu tuần sau, tuần tới nữa thì tôi sẽ dành cho các bạn 10-20 phút mỗi buổi để tập thở khí công. Rồi chúng ta mới đi giao lưu. Rồi không ý xong hết thầy luôn. Thầy ý đó. Em muốn hỏi, ý em muốn hỏi là mình học huyền công thì những cái ví dụ như thở ý rồi thở búng rồi thở ý thì chúng em chưa được học, thì bao giờ thầy dạy ạ? Rồi rồi rồi. Bắt đầu từ ngày mơ thứ sáu thì chúng ta sẽ, tôi quan trọng là tại sao bữa nay không làm, mà làm các bạn chưa có thở được âm dương khí công, chưa được có năng lượng, mà nhảy qua kia thì các bạn không làm được gì. Trong thời điểm này tôi đợi cho các bạn gì, để cho các bạn tập được đi. Một ngày các bạn tập cho tôi hai thời thôi, buổi sáng và buổi tối thôi. Mỗi một lần tập gì thì phải tranh dũng 10 phút thôi, đâu có lâu đâu. Vâng. Chỉ thở 10 phút thì chả biết bao nhiêu đường rồi. Mà tôi thở nhiều quá, chưa được 3 phút nữa, là thở được 4-5 đường rồi. Thì thôi rồi 3-4 phút thì thôi chứ đâu thở nhiều. Chị Phượng hiểu không? Dạ vâng ạ. Đấy, cho em hỏi thêm thế này ạ. Ví dụ như sáng nha, em dậy từ 5 giờ này, em thở một đường dương, 5 đường âm. Xong độ khoảng 8 giờ sáng thì bắt đầu em tập cái năng lượng gốc. Như thế có sao không thầy? Không sao gì chứ, nó không có ảnh hưởng gì. Vâng. Nhưng mà chị cảm thấy sao? Nếu mà chị thở nóng, chị thở đường âm nhiều hơn. Nếu lạnh, thở đường dương nhiều hơn thôi. Em hiểu cần rồi à. Chị thở 5 đường dương 2 đường âm sẽ thấy thôi, hoặc là 5 đường dương 2 đường âm thôi. Một ngày chị làm sáng chị làm lần, tối chị làm lần, hoặc là chưa thời gian nào cảnh ấy, thì chị thở thôi. Vâng. Bây giờ trước mắt chị thở 5 đường dương 5 đường âm hoài đi, nó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chị vậy. Mà chúng ta chỉ là luyện tập thôi. Vâng. Bây giờ nếu mà trường hợp mà từ đây tới thứ bảy, từ thứ sáu tuần sau mà các bạn thành công, chúng ta sẽ đi vào phương pháp trị bằng quyền công. Dạ vâng ạ. Trị quyền công ta học 2 ngày liên tiếp, 2 buổi liên tiếp. Rồi xong rồi ta trị bằng bằng 2660. Cho nên 2660 chúng ta học tệ lắm á, thì cũng phải một buổi. Tôi sẽ nói rất chậm. Rồi những cái nào mà các cần thì các bạn ta chọn chừng 2-3 đường thôi, chừng 2-3 thứ thôi. Thí dụ búng công, phẩy công và thủy công thôi. Rồi vâng ạ. Còn tất cả những cái trị bằng bằng ý á, bằng đọc niệm công á, thì tôi sẽ đăng lên cái clip các bạn ghi lại thành một cuốn tập, để sau này các bạn cần kiểm gì thì đặt sạch ra niệm thêm số đó. Số đó tôi sẽ ghi sẵn hết cho các bạn. Và các bạn cứ cần sao lại thôi, thành một cuốn sổ tay riêng. Rồi các bạn căn cứ vô chồng giận à, và kêu chồng đi về à, hoặc là mượn tiền hoặc là xin mà tiền. Thầy gửi vào đâu ạ? Hả? Thầy ghi xong là thầy gửi vào đâu để chúng em biết, chúng em hỏi cô Tơ. Thì trong, em cũng trong cái lớp, cũng trong cái lớp điều chỉnh thôi. Ủa, trong cái lớp quyền công thôi. Dạ. Tất cả những cái gì thì tôi dồn cho đó hết. Bây giờ quyền công nó có chút xíu à, nó không có nhiều, không có chia ra mà nội tạng thì ngoại vi hay là thần kinh gì chứ. Ha. Thì có, nó có chút xíu gom đó vô một cái rồi các bạn theo đó mà làm thôi. Rồi các bạn like về bạn làm sao. Tôi đã đưa như đó là tôi đã chặn cho các bạn không rồi. Còn quyền sở hữu của các bạn, muốn cho ai cho, muốn xin thì tùy.
Thầy ơi, thầy nghỉ. Lấy cái xe, mời chạy xe lượng để cái xe Honda chở xong đi. Lấy xe rồi đi. Còn sáng mấy chị có xe không? Con cầm ra mấy cái quần đùi mới á. Dạ. Có lẽ nó đủ không? Giường. Các bạn hiểu không? Trong này có ai hiểu không? Còn thắc mắc cái gì? Đó là quyền lợi ha. Trong dự trữ cũng vậy, mà trong đóng y cũng vậy, thiếu cái nào bây giờ mà tôi sẽ đăng vô cái đó, thiếu cái nào các bạn yêu cầu nó đây sẽ đáp ứng. Có khi nào có khi người tới bên này có khi cũng chưa nắm thì mấy cái chỗ đó thì nó là cái đó quyền lợi của quyền lợi mình có là mình phải đòi chứ. Thấy chưa Phượng? Dạ vâng ạ. Các bạn cũng vậy ha, tất cả đều đòi hết. Ừ. Em nhắn tơ mấy lần rồi mà chưa được ạ. Cô ta bây giờ nó cũng nhiều chuyện lắm chị. Không thế, thể gì vâng. Giải quyết được. Thế cho nên là làm em chưa từ vào sáng cho tới bây giờ chưa. Nội tạng nó không giờ từ sáng tới bây giờ chưa nghỉ nữa. Tới giờ vâng. Chưa nghỉ hai cho con tới giờ chưa nghỉ. Thầy người mà bị thân thì có chữa bằng diệt chẩn được không hả thầy? Đến gì? Cái kiểu như người ta nói là cái kiểu bỏ bùa như là thân á, họ gọi là bị thân á thầy. Thân gì? Cái kiểu như người ta nói là bùa ngải gì vào người ấy, mà thường thường người ta hay nói là thân á thầy. Không gì. Cảm ơn thầy. Rồi xin chào ha. Thôi bye. Vâng, bye bye thầy. Thầy thôi thầy. Xin chào thầy. Bye bye.